anh biết lý do làm sao em tặng anh táo không? Có nghĩa là em như mấy quả táo này đấy. Kiểu là ở trong này á, người ta gọi táo gọi là bom. Em đang đợi anh rước em về á, như bom nổ chậm á. Thì... bạn ấy tên gì? Tên là Loan ạ. Dầu Loan. Dầu được. Loan cũng mệt lắm á. Dầu Loan là vô rồi. Dầu thơm mới là vô. Quen nhau thì em vẫn đang ở bên công tác bên nước ngoài ạ. Em ở đâu? Em ở bên Hàn Quốc. Dạ, em đi Hàn Quốc từ năm 17 tuổi. Thì em có một mối tình ạ, được 7 năm. Bạn ấy tên gì? Tên là Loan ạ. Dầu Loan. Dầu Loan cũng mệt lắm á. Dầu thơm mới là vô. Em ở quận 7 công việc tốt không? Dạ. Nhưng mà em sẵn sàng đi theo chồng ạ. Cho nhau một cơ hội để đến kết hôn nhân thì càng nhanh càng tốt. Mẹ hả? Em phấn khởi. Nắng lên cao, lúa lên màu, xứng danh hạt ngọc trời quê ta. Hát vang lên với ba không, hạt ngọc trời gạo chuẩn, hạt ngọc trời gạo chuẩn cơm ngon. Mời nhà trai. Mời lên trai. À, xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Quyền Ninh và chị Hồng Vân ạ. Chào, em. Chào tất cả khán giả trong trường quay. Chào bạn gái bên kia. Em tên là Cù Hy Dầu. Năm nay 32 tuổi, quê em ở Hải Phòng ạ. Dầu làm gì Dầu? Dạ thì em bây giờ hiện tại đang làm quản lý máy móc cho chị gái ạ. Làm về bên tiền vàng ấy ạ. Tiền vàng vàng mã đấy ạ. Ở Hải Phòng luôn? Dạ vâng ạ. À, tức là từ Hải Phòng vào đây tham gia chương trình luôn. Dạ vâng ạ. Trời rồi. Còn em giới thiệu nào? Em tên là Lê Thị Thơm, hiện tại em 27 tuổi. Và hiện tại em đang làm nhân viên ngân hàng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam ạ. Bạn là tên Dầu, bạn kia tên Thơm, Dầu Thơm. Nhưng mà Thơm làm ở đâu? À dạ, hiện tại em đang làm ngay quận 7 ạ. Quê Thơm là đâu Thơm? À, quê em ở Thanh Hóa ạ. Ôi, thế là cũng được rồi. Bao lâu em về Thanh Hóa một lần? Tùy anh Quyền Linh ạ. À, một năm em về một lần. Có khi thì nếu mà có thời gian thì em sẽ một năm sắp xếp về 2-3 lần ạ. Vậy là hay, kỳ này về Thanh Hóa xong ghé Hải Phòng ha. Dạ, Hải Phòng. Em không ngại sai, chỉ cần lý do thôi. Đó, thấy chưa? Dầu Thơm không thể dầu thơm. Rồi, điểm yếu, điểm mạnh của Dầu là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em biết nấu ăn ạ. Chăm chỉ trong công việc. Còn điểm yếu của em thì em hơi nóng tính, hay ngủ quên. Còn em? Sao nè? Em không có điểm mạnh gì nhiều, nhưng mà cái gì thì em cũng có thể làm được. Nấu ăn thì em cũng biết một chút. Còn điểm yếu của em thì em cũng giống như bạn bên kia là hay quên á. Tài khoản ngân hàng rồi là mật khẩu Facebook, Zalo gì đó là em cũng không nhớ luôn. Những cái tài khoản đó em chỉ dùng một mật khẩu duy nhất thôi. Có gì mà quên á, là chỉ nhớ một cái đó thôi á. Không rồi, sao. Bây giờ em tài khoản giao cho Dầu nhớ bên đây được rồi. Tôi với ông Canh á, hai bạn này mà lấy nhau á, tụi mình mượn tiền tụi nó đi. Rồi nó không nhớ tôi á, ông mượn nữa. Ừ. Chút nhớ nói tài khoản cho anh biết đi nha. Dạ. Dầu. À, có bao nhiêu mối tình rồi? Thì em có một mối tình ạ, thì được 7 năm. Trời ơi, quen tới 7 năm nè. Bọn em chia tay cũng được 3-4 năm ạ. Lý do sao Dầu? Tại thì lúc bọn em quen nhau thì em vẫn đang ở bên công tác bên nước ngoài ạ. Em ở đâu? Em ở bên Hàn Quốc. Dạ, em đi Hàn Quốc từ năm 17 tuổi. Thì em mới về trong Tết năm 2019 ạ. Đi hợp tác lao động bên đó hả? Dạ vâng ạ. Em 14 năm ạ. Em nói tiếng Hàn giỏi không vậy? Dạ em cũng biết chút chút ạ. Ờ, anh nhân sayo. Ayasio. Annyeonghaseyo. Manasubakapimida. Kapsamida. Rồi cái cô bạn gái đó lấy có gia đình chưa? Dạ có rồi ạ. Bạn ấy tên gì? Tên là Loan ạ. Dầu Loan. Dầu Loan cũng mệt lắm ạ. Dầu Loan là vô rồi. Dầu Thơm mới là vô. Rồi em nói như em đi Hàn Quốc về thì sao em lại không có người yêu? Em về đấy thì công việc của gia đình cũng bận nên em cố gắng làm sao là phụ giúp chị trong những cái năm chị đang bận, đang định mở rộng ra ấy. Thì em cũng có đi tìm hiểu ấy, nhưng mà ở chỗ em con gái đi lấy chồng hết rồi. Lấy chồng Hàn Quốc ấy, thanh niên xã còn nên xã bảo là tại sao cho con gái đi lấy chồng hết rồi ấy. Lý do em ế là như thế. Rồi nay là thấy ngon rồi. Dạ em chào chị. Chào cưng. Dạ. Rồi bây giờ ở nhà thì lại
phụ nữ thì toàn 19-20 bằng bé bé này, ra em hỏi tên thì toàn gọi chú. Vâng, thế là không có, em ngại quá, nhiều lúc cũng bảo là bây giờ anh hỏi thế thì anh bị điên à. Thơm thì sao? Em có mấy mối tình rồi? Dạ hiện tại là quá khứ là em đã có 2 mối tình ạ. Mối tình gần nhất của em là cũng yêu nhau được 3 năm ạ. Lý do bọn em chia tay là không hợp nhau, tại vì bạn ấy cũng không có tính cầu tiến trong công việc. Cái thứ hai nữa là có một số tính cách mà hai đứa cảm giác là chưa tìm được điểm chung ạ. Em chia tay gần 1 năm rồi ạ. Bây giờ em mong muốn là cái người bạn đời của em sẽ như thế nào nè? Mong muốn của em thì nó cũng đơn giản lắm. Em tại vì tính em cũng thoải mái nên bạn gái chỉ cần biết chung thủy, biết quan tâm gia đình là được ạ. Ngoại hình thì nhìn nét hiền hiền một tí. Hiền tí đúng không? Dạ. Quan coi bên kia hiền có nào. Phải không? Dạ, em chào anh. Chào em, xinh đẹp ha. Dạ, em cảm ơn anh. Thơm hả? Dạ, em tên Thơm. Hương Thơm đó anh. Hương Thơm dễ thương ha. Dạ. Hương Thơm muốn một người yêu lý tưởng thế nào Hương Thơm? Em thì cũng không có yêu cầu gì cao cả, tại vì những yêu cầu mà trước đây em đặt ra thì hoàn toàn là trái ngược lại với những hai cái người trước em yêu rồi. Nên là em nghĩ là em chỉ cần bạn ấy có tính cầu tiến, biết chăm sóc cho gia đình, bạn không hút thuốc. Em ở quận 7 công việc tốt không? Dạ, nhưng mà em sẵn sàng đi theo chồng ạ. Đấy, cái nó mới hay. Đấy, cái câu ấy mắt lòng mắt dạ em ơi. Vâng, vâng. Nhà chồng ở Hải Phòng. Em gái, em không thích điều gì đàn ông nè? Em không thích là bạn trai là hút thuốc, tại vì em không ngửi được mùi thuốc ạ. Không hút đúng không? Dạ vâng ạ. Đúng rồi, không hút thuốc. Thứ hai là không có tính tiến thủ trong công việc. Ta vậy ta đi nước ngoài ta làm ăn không, người ta chuẩn bị về lấy vợ rồi ta phụ bạn chị này làm là, cái bạn này là tiến thủ rồi, cái đó không lo rồi. Em không thích bạn trai mà như kiểu là nói nhiều quá. Em làm sai cái gì thì bạn chỉ cần nói một lần thôi là em tự hiểu, em tự sửa sai cái điều đó. Bạn mà cứ nói nhiều quá em nhức đầu lắm. Không có la rầy em quá nhiều đúng không? Dạ. Giàu đi với ai giàu? Dạ hôm nay em đi với mẹ với lại hai chị gái ạ. Dạ, xin chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Xin chào tất cả quý vị trong trường quay hôm nay. Tôi là mẹ của cháu Dầu. Bạn gái này cũng xinh, đẹp, nghe cũng hiền lành, phúc hậu. Dầu ơi, còn cố đi. Mẹ muốn hai con cho nhau một cơ hội để đến kết hôn nhân. Thì càng nhanh càng tốt. Mẹ cũng phấn khởi. Bây giờ cảm ơn. Chị gái cái nè. Hỏi chị gái có bố trí công việc sẵn chưa? Bố trí cho em nó một công việc ngay và liền. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Em là chị gái của Dầu. Nếu mà chị nhìn thấy em cũng mến, xinh đẹp thì là chị cũng mong cho hai em cho nhau một cơ hội để đến với nhau. Còn về công việc thì em cứ yên tâm. Thì công việc của nhà chị thì làm chị không có sức đâu. Việc nhiều. Và em xin hết. Rồi về đếm tiền em. Cứ đếm tiền ha. Rồi Thơm đi với ai nè? Hiện tại là em đi với lớp tập yoga của em ạ. Bên kia là thầy của em ạ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Thầy thì thấy em trai bên này là nói chung là có rất là nhiều ưu điểm. Thầy mong rằng là các em sẽ tìm hiểu về sau này nữa, coi như là chúng ta sẽ đồng ý bấm nút. Giống thầy, dạ. Thầy hy vọng là vậy. Dạ. Yeah. Rồi cảm ơn thầy. Rồi bây giờ mở rào cho Dầu Thơm lan tỏa. Mở rào. Trăm năm trước ta không hề gặp. Hôm nay đây ta đã gặp lại nhau. À, tặng hoa đi. Đứng lên trao quà, đơ trao ơ đồ. Hôm nay anh còn bỏ hoa tặng em. Thì bỏ hoa này không được đẹp lắm thì anh mong là em sẽ là bỏ hoa đẹp nhất. Dạ, em cũng có món quà để tặng anh á. Anh đoán thử xem cái này bên trong là cái gì. Cái này anh thấy giống cái chai đựng nước. Không, anh đoán sai rồi, anh mở đi. Gì mà hồi hộp vậy? Đừng nói tặng Dầu Thơm nha. Táo Linh ơi. Hả? Táo. Anh biết lý do làm sao em tặng anh táo không? Có nghĩa là em như mấy quả táo này đấy. Kiểu là ở trong này á, người ta gọi táo gọi là bom. Em đang đợi anh rước em về á. Như bom nổ chậm anh. Anh cảm ơn em nhé. Táo chín rồi đó em hái đi. Dạ.
Em là con gái, em nói trước đi. À, em thì hiện tại đang làm ở quận 7. Công việc của em thì cũng ổn định ở đó. Anh có, nếu mà anh yêu em á, ở ngoài đó thì anh có vô thăm em không? Anh cứ đi thì anh mà nhớ em là anh sẽ thăm em thường xuyên. Dạ. Thì nói chung là công việc thì đã xác định, hôm nay thì anh gặp em ở đây. Dạ. Thì anh cũng xác định là đến với nhau hết cả cuộc đời cơ. Dạ. Thì cái việc thăm em thì rất là dễ với anh. Em cũng không có giỏi lắm về giao tiếp, hoặc là em cũng không có giỏi lắm về việc nhà. Thì anh có đồng ý với cái việc nhà thì anh, cái việc nhà thì anh làm được. Dạ. Bất kể việc gì trong nhà là anh làm được. Nói chung là dạ, những lúc anh mệt ốm đau mà em biết chia sẻ là như nào thì cái đấy là ở giữa hai đứa mình, cả vợ chồng với nhau. Dạ. Em hỏi Thơm nè, khi mà mở rào ra, cái cảm xúc đầu tiên khi mà em gặp anh là như thế nào? À, cảm xúc của em thì em thấy anh rất là hiền, y như là mấy hôm nay em tưởng tượng vậy đó. Tại vì mấy hôm nay trước khi đi này em hồi hộp dữ lắm. Em cũng tưởng tượng, mường tượng ra. Nói chung là mình cũng đã có một cái duyên trước đấy rồi. Thì em cảm giác là định mệnh rồi đó. Anh cũng vậy. Với lại là cái địa lý nè, phải tính cái vụ mà địa lý bây giờ dễ rồi. Em ra hay là anh vô. Chắc đó, em ra nó dễ hơn. Em không ngại, miễn là anh ấy mà lo được cho em, anh có thể mời em về làm kế toán. Tại vì em cũng đã học kế toán rồi. Anh em không làm gì giỏi, nhưng mà đếm tiền thì em giỏi lắm anh. Cái vấn đề này thì lúc nào mà em làm vợ anh, dạ, thì hai đứa mình sẽ bàn bạc tiếp. Mình mà tiến tới hôn nhân ấy thì dạ, như em thì sinh mấy đứa thì là phù hợp em nhất. Chỉ thích là hai đứa thôi. À, tại vì nếu mà nhiều quá thì mình không đủ khả năng mình chăm lo cho con của mình có cuộc sống tốt. Thì nếu mà ít quá một đứa thì nó buồn, nên là em nghĩ là hai đứa là hợp lý. Rồi bây giờ mình tiến tới đi. Dầu, dạ, nắm tay Thơm, nhìn mặt thẳng vào mắt Thơm và hát một bài hát nào đấy. Anh được nắm tay em. Không biết cái dầu Thơm này hiệu gì đây rồi ạ. Thì hôm nay đến chương trình thì anh cũng chuẩn bị một bài hát. Dạ. Mà bài hát này là lúc trước là bố anh hát tặng mẹ anh thì mới tán đổ mẹ anh được. Thì dạ, anh học lại của bố anh thôi. Thì dạ, anh hy vọng là sẽ đưa em về nhà anh được. Người ta thường nói lấy chồng không mong ước nhiều, chỉ mong được em tha thiết vỗ về lưng niu. Nhưng nếu có người con gái nhìn anh say đắm và không hề nghĩ tình yêu đến vì tiền, ngày mai hậu phương có em, ngày mai hậu phương có anh sẽ lên vợ chồng. Anh xin hết ạ. Em thì hiện tại em cảm xúc là rối bời luôn anh. Rối bời. Lúc lên lúc xuống. Mong rằng nó lên nó đừng xuống. Rồi, thôi quay mặt để tay vào nút bấm, suy nghĩ cho kỹ nha. Nào, sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Úi giời, hai cạch cạch rồi. Không, thời với gian thì hai cạch cạch cạch. Chúng ta đã bắt đầu chính thức hẹn hò với nhau. Dầu 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 Thơm Thơm đi. À, em thầy. Dầu là phải Thơm. Chị Huệ, em thấy là người rất là phù hợp. Và ngoài ra thì em thấy là anh cũng là người rất là hiền. Đầu tiên cái cảm nhận của anh là, của em là anh là một người rất là hiền và rất là chân thật. Cho nên là em nghĩ đến giữa hai người cũng sẽ có một cái sự phù hợp. Tuy nhiên thì em cũng xin hỏi anh một câu là liệu anh, thật sự một người đàn ông khi họ đã rơi nước mắt thì tất nhiên là cái đó nó rất là in sâu trong cái tâm trí của họ. Thì liệu anh đã sẵn sàng để mình bước tiếp một mối quan hệ mà mình không bị quá nhiều sự chi phối đối với những mối quan hệ trước hay chưa? Thật sự thì mình xác định đó, khi xác định là chấm dứt mà đã hết tất cả rồi á thì mình sẽ là thay đổi hết và quên hết để mà hướng tới người mới tương lai thôi, chứ không còn về, không tính về quá khứ nữa. Tại vì đã sẵn sàng để tìm được đối phương thì để mà tìm kiếm rồi, để cùng đi nhau, cùng với nhau đi tiếp chặng đường rồi, nên không còn về vấn vương về các mối tình trước nữa. Dạ, em cũng hy vọng là như vậy. Thật sự thì một câu cuối đó là, thật sự để mà nói trong một buổi gặp gỡ mà mình bắt đầu liền một cái mối quan hệ yêu đương thì chắc chắn là nó cũng sẽ rất là khó. Cho nên là nếu mà anh chị khi mà mình gặp nhau mà mình cảm thấy là mình phù hợp để có thể bước đầu mình có thể là một người bạn cũng được,
thì sau này mình có thể phát triển hơn. Mình cần một mối quan hệ là bạn cũng được hơn là việc mình không có một mối quan hệ. Cho nên nếu mà thật sự anh chị mình thấy mình có cái sự cảm tình với nhau thì cũng có thể cho nhau một cơ hội. Thật ra chị thấy đây là người đàn ông tử tế đó. Họ rất là tử tế và rất là... Thôi bỏ qua đi. Thôi quay về lo nhà gái đi. Để là nhà trai tôi lau khô giọt nước mắt. Như tính nói lau gì mắt, quên nước mũi đi em. Chuẩn bị đến mối quan hệ mới. Hả? Chúc mới nhớ tôi nói lại. Em đi với ai? Dạ hôm nay thì em đến đây là có chú ruột của em và đồng nghiệp của em. Rồi mời chú ruột. Chú cho ý kiến đi chú. Dạ, chú xin chào Quyền Linh. Xin chào chị Ngọc Lan và quý vị khách quý ở trường quay và cũng như khách coi ở xem đài. Thì tôi là chú của cháu Quy. Hôm nay chú đến đây thì rất là vui là được để cho hai cháu có một cơ hội tìm hiểu. Thì mong chú cũng mong sao là trong thời gian ngắn thì chắc có lẽ chưa hiểu nhau được, thì cố gắng hai đứa cho nhau cơ hội để tìm hiểu và đến tới hôn nhân. Ở phía gia đình thì lúc nào cũng ủng hộ cả, ủng hộ cho hai cháu để tìm hiểu nhau để cho thành đôi thành bạc. Ai cũng lớn tuổi cả rồi. Vậy thôi. Rồi, cảm ơn chú. Rồi, hai, ba. Mở rào. Bản lĩnh lên nào Huy. Huệ nhá, cô bên kia tên Huệ. Bắt đầu đi Huy. Chào em. Dạ em chào anh. Dạ em cảm ơn anh. Dạ em cảm ơn quà tặng ạ. Bây giờ nãy giờ mình buồn hơi buồn chút xíu, bây giờ mình hát gì đi Huy. Đứng lên hát tặng bạn gái gì cho nó vui vui cái nào. Thực sự thì em làm cũng bắt đoàn á, về phong trào thì thực sự em rất là ok về giao tiếp, nhưng mà về hát thì rất là khó nghe, nhưng mà em cũng sẽ cố gắng một khúc. Rồi. Tại vì đi em mà đi giao lưu, lúc trước em đi giao lưu á là thường là khi nào cũng đem theo cái ca sĩ đi theo hết. Nên cũng xin hát một khúc rồi. Rồi đứng lên hát cho nhìn bạn gái hát kìa. Xin hát bài muốn em làm. Muốn em làm má có các con anh sáu này đáp lại thôi, nên em được không, em được rồi, bị ấy quá rồi nên không hát được gì vậy. Rồi mình hát lại nè, 2, 3. Muốn em làm má của con anh sáu này, muốn em làm con của cha mẹ ba mẹ ba má tí má anh lâu dài. Em giờ hơi hồi hộp nên em không hát được, tức ghê. Trời ơi, đang ngon lành thiệt tình luôn. Nào Huệ hát đi Huệ. Nhưng nó hơi bất ngờ nên em cũng không biết là em phải hát gì nữa. Thôi thì anh ở Huế đúng không anh? Đúng rồi. Thì em cũng là người miền Trung. Em sẽ hát một bài về miền Trung. Miền Trung đất bội phù sa, người miền Trung gian khó nhiều đời qua. Từ khi anh xa quê nhà là từ đó em nhớ mong người xưa. Em quên lời đó. Em không quên lời. Thôi, hát chỉ làm mà vơi đi những cái giọt nước mắt thôi. Bây giờ bắt đầu chúng ta vào câu chuyện đi. Đó, Quy cảm nhận người đối diện của mình, nãy giờ mình trò chuyện mình chưa thấy mặt, bây giờ thấy mặt làm sao nè. Thì thấy Huệ là cũng nói chung thì giống như vua em là cũng hơi thích mua mìn tí. Thì cũng hôm nay cũng được thì cũng ấy. Thì thấy bạn cũng rất là dễ thương. Còn gọi chung là cũng tự tin. Còn Huệ thấy Quy sao? Dạ, ấn tượng đầu tiên khi em gặp anh là em và nói một em cảm thấy anh rất là hiền. Dạ, em thấy thì anh cười đẹp mặt nên là em nghĩ là anh cứ cười đi. Tất cả mọi thứ thì nó đều có lý do của nó và có lý lẽ riêng. Nên là còn đoạn đường dài thì mình cứ bước tiếp. Em cảm thấy anh là một người như chị Ngọc Lan nói là rất là người rất là tử tế. Thì em cũng hy vọng là em và anh sẽ có cơ hội tìm hiểu nhau để chứng minh lời chị Ngọc Lan nói là anh tử tế như thế nào. Thì nói chung anh với em gặp nhau ở đây cũng là cái duyên rồi. Dạ. Thì thực sự mà muốn vun đắp được cái duyên đó thì cũng cho nhau cơ hội. Dạ. Để tìm hiểu. Dạ. Thì cũng để nếu mà hợp thì chúng ta cũng thể là về một nhà. Dạ. Đúng rồi.
rồi quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên thế nào, trao đổi cho nhau nghe đi. Đối với em thì về hôn nhân á, em chỉ cần người con gái là chung thủy, tôn trọng và thông cảm với người chồng của mình. Vì thực sự nghề của em á là nhiều khi là em về rất là có thể chưa tới 5 giờ chiều em đợi có mặt ở nhà, nhưng mà nhiều khi 9-10 giờ em mới về tới nhà. Về công việc của em là tùy theo tiến độ của công trình nữa, chạy theo công trình, nếu mà gấp thì em cũng phải chạy theo, nhưng mà nhiều khi em cũng về rất là sớm. Thì về thì nói chung nếu mà khi mà cưới thì vợ chồng là phải phụ nhau cái vấn đề đó là chính rồi. Còn với tôn trọng nhau, với tôn trọng cả ba mẹ của cả hai bên. Và cũng là đừng có nói bên nội bên ngoài, nhưng mà nếu thật sự giống như Huệ là đang ở Bình Định, Huy thì ở Huế, thì thật sự là cũng miền Trung, nhưng mà cũng về địa lý cũng hơi xa, nhưng mà có thể cố gắng á. Nếu mà được thì chúng ta là giống như về thì cố gắng là về ăn Tết thì giống như ai cũng là mong con cái được về. Thì có thể là năm nội năm ngoại cũng cố gắng, nói cố gắng thuận tiện để cho cả hai bên, chứ không phải ấy. Đó, thấy chưa, tôi nói cái anh này anh tử tế không, ít có ai mà nói được cái câu này lắm. Thường là cứ muốn là Tết là phải về nhà chồng thôi, nên là con gái mà đi lấy chồng xa là coi như là không có được ăn Tết với cha mẹ. Chị like em. Em cảm ơn chị Ngọc Lan. Thôi, quan điểm bạn gái thế nào nói cho bạn trai nghe đi. Dạ thì những gì mà anh đã nói đâu đó là em cũng có những cái giống anh. Dạ, quan trọng là trong hôn nhân là sự tin tưởng. Có tin tưởng thì mình sẽ đủ để làm tất cả mọi chuyện khác. Và mình phải tôn trọng nhau. Dạ. Và điều đó thì em cảm thấy và một điều nữa thì em cảm thấy là khi mà đã trong hôn nhân á, cái điều mà vừa cái điều mà chia sẻ với nhau, chia sẻ được với nhau, có buồn có vui thì mình phải nói, có giận có hờn thì mình cũng phải nói để giải quyết, chứ còn không nói thì sẽ không giải quyết được. Em hy vọng là cái người bạn của em sẽ nói được, và em là người cũng em cũng hy vọng là em cái người đó họ cũng biết lắng nghe, họ cũng biết chia sẻ cùng với em. Còn cái quan niệm mà như anh nói là Tết về nội về ngoại thì em cũng đồng quan điểm với anh, và em cũng cảm ơn anh đã có thể nói ra những lời như thế. Mình hẹn hò sao nè? Thì thực sự thì em ở quận 12 và Huệ ở Tân Phú thì cũng là khá gần nhau. Dạ. Cũng là khá là điều kiện cũng khá tốt. Dạ. Tương lai hai người lấy nhau rồi tính chuyện con cái thì sao, kinh tế sao, rồi ở đâu thử coi. Quy đưa ra ý cho Huệ nghe đi. Dạ, em thì nói với Huệ á, về sống lập nghiệp thì gia đình cũng tạo điều kiện là ở đâu mà có cơ hội để phát triển được thì cứ ở, chứ không bắt buộc là phải là về Huế hay là ai đem, nhưng mà chỗ nào sống được thì cho con sống vậy thôi. Và cũng là lập trường của mình là cùng muốn sống nơi chỗ nào mà phát triển được bản thân để có thể là sau này nữa còn gia đình cũng vậy. Huệ tính sao, lập nghiệp ở đâu nè? Dạ, từ nói chung thì em thì là quê Bình Định, từ đó giờ em là em học ở Sài Gòn và em làm cũng ở Sài Gòn, nhưng mà em cũng không có suy nghĩ là mình phải ở đây. Dạ, thì nơi nào tốt thì mình sẽ sống và mình phát triển và mình hướng vào tương lai á chị. Dạ. Hai bạn cũng cùng quan điểm quá ha. Hai đứa lại nắm tay nhau để nhìn mắt nhau rồi nói về quan điểm con cái này nghe đi. Quy tiến tới đi Quy. Nói luôn ai giữ tiền luôn. Thì giữ tiền thì đương nhiên là gái phụ nữ giữ rồi. Thật sự đó là em cũng đang tìm người quản lý được cái tài chính của em luôn. Nắm tay. Thì thật sự á thì tới đây thì chúng ta cũng nên mong em á cũng tạo điều kiện cho chúng cho nhau cơ hội để có thể là đến được với nhau thì càng tốt. Nói dù con cái luôn đi, anh mong con cái sao đó? Bao nhiêu đứa con? Em thì con thì có sức mà nuôi không thôi, nó thành được hay không thôi, chứ còn bao nhiêu em cũng muốn hết. Huệ sao, nói quan điểm mình đi. Dạ thì nói nhưng mà cái người mà đồng hành cùng em thì có thể nuôi được thì không sao ạ. Trời ơi, sao mà dễ thương quá vậy hai bạn này. Bây giờ hồi nãy mình hát không được.
giờ mình tự tin chưa, mình hết run chưa? Thôi cái nó được chưa cũng chưa chị, nói chung là ngồi đứng trước mà Huệ, có thể là về em hát riêng mà Huệ sau. Chơi gì chơi riêng cũng cho ai nghe. Kệ lâu lâu có, cũng có cái riêng đi chị. Chơi bây giờ nè, nắm tay hai bạn nhìn nhau một chút xíu, cảm nhận về nhau rồi em cảm thấy như thế nào và em mong muốn điều gì, hứa hẹn như thế nào, em hãy nói một lần nữa để chốt hạ lại, để coi người ta có bấm nút đi về chung với em hay không. Thực sự thì anh cũng mong em, thì nói chung á anh cũng làm thì cũng sẽ cố gắng không hứa trước, nhưng mà sẽ cố gắng là cùng em về mọi mặt để vượt qua thôi. Yeah. Cho nhau cơ hội. Yeah. Cảm ơn anh. Rồi về ghế ngồi, đến lúc chúng ta đưa ra quyết định của riêng mình. Để tay vào nút bấm đi Huy với Huệ. Xếp vào đây. Suy nghĩ cho kỹ, đây là quyết định của mình. Rồi, bấm vô. Chuẩn bị. 1 2 3. Chốt. Ồ, Huệ có bấm không? Dạ có. Có bấm hả? Dạ. Mạnh vô. Trời ơi, bấm nhẹ quá. Tôi thấy Huệ bấm hoài mà sao nó không vô? Không, tôi hết hồn. Chắc chắn là bấm. Huệ bấm mấy lần luôn rồi. Rồi cái đèn nó sao đâu á. À, thật ra cặp đôi này đã bấm là đúng rồi đó. Rất hợp với nhau, đúng gu luôn hả Huy hả? Dạ. Yeah. Chính thức bạn hẹn hò với nhau rồi, nắm tay nhau đi. Dạ. Hôn cái hôn đầu tiên. Nhẹ nhàng. Nè. Đỡ cái má lên hôn nhẹ nhàng vô. Giật cái... lại để ta né. Đúng rồi. Để cái má lên lại nào. Dạ. Đó. Dạ. Dạ dạ dạ. Mà rung phải không? Đã không Huy? Đã. Đã hả? Em thấy đã hả? em đun mấy mấy à, lần đầu tiên. Cái hùng đầu tiên à, chưa có yêu luôn. Dạ. Không được vậy không phải hùng lại. Dạ dạ được rồi. Hùng không có sơ sài vậy, hùng má bên kia luôn. Nào làm lại cái bấm dạ, kia đủ rồi. Rồi nè. Đừng có dạ dạ đầu dạ, tiên dạ, của dạ, ta đứng, đó. Đứng im đi. Nhẹ nhàng thôi. Dạ. Trời ơi nhắm mắt cái gì? Em đứng đứng bên đây nữa mình đã đúng rồi. Nhẹ nhàng. Dạ. Làm gì thì gồng dữ vậy Huệ? Người ta sợ, người ta chưa có yêu lần nào. Mặt Huệ. Thôi về tập nha. Nắm tay tiếp tục. Yêu nhau thì những cái đó nó là những cái chất xúc tác để cho các bạn tăng cái tình cảm với nhau. Và lúc nãy cái mà chị Lan nói gian dở, bạn này rất là tử tế, đó là mình kể, à, mình có nên kể không ta? Mình trễ rồi, thôi mình không kể nữa. À, thật ra cặp đôi các bạn rất là dễ thương ha. À, hãy cố gắng chăm sóc cái mối tình này để nó được lớn lên, để nó được thăng hoa, à, để đến lúc nào đó các bạn sẽ thông báo tin vui chúng tôi à, là các bạn đã về chung một nhà. À, chúc các bạn thật là nhiều điều may mắn. Bây giờ còn rung nè, rung quá trời đất luôn vậy đó. Nói vậy thôi chứ anh này cũng yếu đuối lắm á. Huệ cố gắng làm chủ tình hình nha Huệ. Mà anh này là người nói được làm được nha. Đúng rồi. Anh này là trời ơi ta bộ đội mà. Hay lắm đó.